Hai đứa sáu cào quá. Chắc đẹp đó. Với xe đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của xe đào tạo Forex.com. Người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng dẫn chứng với mọi nhà đầu tư bằng những giá trị giao dịch thực tế trên thị trường. Tôi mong muốn rằng những giá trị chúng tôi đang chia sẻ sẽ hỗ trợ được cho các bạn trên con đường mà bản thân chính các bạn đang trải nghiệm vào. Và mọi giá trị trên thị trường thì bản thân chính các bạn cần phải thấy rõ, được người đứng ra chia sẻ trên thị trường họ vận dụng, áp dụng vào trong thực tế để chúng ta kiểm chứng cho những giá trị đó. Làm gì có cái chuyện á quân Forex thế giới hay Ro Trader hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex hoặc trader triệu đô hoặc bất kỳ một thằng ủy thác Forex hay copy trade hoặc là bất kỳ một kẻ nào nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường ra ngoài chỉ dùng TradingView phân tích về xu hướng, đọc lệnh, đưa ra chiến lược trên thị trường như đúng rồi mà không chịu dẫn chứng bằng giao dịch thực tế và sâu full toàn bộ lịch sử giao dịch. Thì xin lỗi nhà đầu tư, đó chỉ là những thằng lừa đảo bịp bợm mà thôi. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân chính các bạn đang tham gia vào nên đi chậm lại, nhìn nhận, đi chậm lại đánh giá và thực tế hiểu rõ được các giá trị vận dụng áp dụng trên thị trường. Bởi vì đơn giản rằng giao dịch được thì phải chứng minh dẫn chứng được, giao dịch không được sẽ không có giá trị dẫn chứng vào trong thực tế. Ăn bao nhiêu bíp, đánh như thế nào trên thị trường đều được, cần phải chứng minh thực tế. Tôi mong muốn rằng bản thân chính các bạn nên đi hiểu rõ về những giá trị này và bản thân chính các bạn nên nhìn nhận. Đây là những tài khoản mà tôi đánh dài trong thời gian vừa qua. Và tài khoản bên này là mới đánh từ thứ 6 tuần trước cho đến nay đã lợi nhuận đem về trên 100 triệu trên thị trường với chỉ có tài khoản 400 đô. Và bản thân chính các bạn cần phải hiểu rõ năng lực của chúng ta chính là giá trị mà chúng ta dẫn chứng được ở trên thị trường từ chính những giao dịch của bản thân mình. Chứ không phải là kể những câu chuyện hoặc là dùng backtest để chỉ về quá khứ xem ăn bao nhiêu bíp ở đây chúng ta đánh như thế nào, như thế nọ, thế kia và chỉ nghe những cái câu chuyện mà bản thân chúng ta không thể nói xác định được rằng bản thân chúng có giao dịch vận dụng được hay không. Đấy là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Và toàn bộ những gì mà tôi đánh ở bên ngoài đây thì ăn rất là nhiều nha. Tài khoản này cũng ăn được cũng là gần ngàn bíp này. Đúng kia 700-800 bíp. Đây, cái này thì ăn ít hơn tí. Đó. Thì bản thân chính tôi chia sẻ để cho cộng đồng và nhà đầu tư cùng thấy rõ đâu kẻ nào gáy là gì. Nhà tôi ăn chỉ có vài ba bíp ở trên thị trường, đã không hiểu thế nào là vài ba bíp ở trên thị trường, thế nên không hiểu thế nào là scalping, không hiểu thế nào là đánh lướt, không hiểu thế nào là đánh swing, không hiểu thế nào là đánh hẹp, đánh nhồi lệnh rồi để phối hợp lại với nhau để làm sao tạo ra lợi nhuận vào gáy như đúng rồi. Đúng là một lũ ngu ở trên thị trường về đầu tư Forex này. Giao dịch được thì chứng minh bằng thực tế cho tôi xem. Đó là điều mà tôi chia sẻ cho cộng đồng và nhà đầu tư cùng nhìn nhận. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân chính các bạn đang trải nghiệm nên nhìn nhận các vấn đề, nên đánh giá cho rõ, chứ đừng lấy những cái giá trị mà bản thân mình chưa đạt được ra hoặc là chỉ có của bản thân mình ra nhưng ép buộc người khác phải như thế này hay như thế kia mà ngay cả chính bản thân mình còn chưa giao dịch, chưa áp dụng được trong thực tế thì trả giá đó là con đường hiển nhiên. Và bản thân chính các bạn nên hiểu rõ ở trên thị trường về đầu tư Forex này. Làm gì có cái chuyện giao dịch được thực tế mà chỉ là những vấn đề lên, chỉ kể về những câu chuyện ở trên thị trường mà chúng ta không xác định được. Đó. Hai cái tài khoản mà em đánh 50 lot là một tài khoản 80 lot. Tới riêng 50 lot là phải tầm ăn, phải tầm căng phết đấy. Nhưng hôm nọ tại sao mà em thoái? Thà thoái kêu cho nó chắc là em lộn lên chừa lại ít tiền xong rồi bảo đưa đó. Đây nè, hôm nay là táng ở đây nè, phải chờ nó xuống. Thấy không? Thấy tất cả đi nè. Riêng con này, con này mà nó đi xuống này là nó sâu hơn chỗ này không? Nhưng mà chỗ này nó không bao giờ nó kéo ở đây và cũng không bao giờ riêng cái này có khả năng là phải xuống tầm này. Vậy thì từ đây đi xuống đây sâu đó. Vậy thì đi xuống đến con này nhé, đi xuống đến con này đây.
Nhưng phải qua cả con này không? Nhưng mà trước mắt đến đây là điểm ở trên. Tính toán trước và gì nhỉ? Khi mà đánh, khi mà tất cả đây nó vượt qua hết thì phải chờ đây. Cây này phải chờ rất là. Đó. Tầm này giờ nhỉ. Đó, thế nên tại sao mà mình thức khuya là như vậy. Còn rất là nhiều thằng hôm nay gãy cây bay ở vùng 20 này, 15 đến 13 gãy hết. Có phải lúc 20 mình đã dặn không được đánh bay vùng này không? Người ta đánh, người ta hiểu rõ đoạn này đi như này. Vậy thì nếu mà thì nhà cây này nó nằm ở đây, nó nằm ở vùng này đây. Vậy thì kế đây, nhìn như này vậy. Nếu mà cho dù nó vẫn chưa đến được tầm này, vậy thì khả năng trong đây, trong cây đây, nó có một đi xuống này, tập thử xem. Đấy là có phải là tập nhuần nhuyễn nó lòi ra hết không? Đó. Cũng giống như vừa rồi một cái cây đánh ở đây. Anh bắt ở đây nhờ thấy mình bắt ngay ngay đỉnh không? Đó, nó hoàn toàn khác. Đoạn này, trong cây này chưa đi đâu, mà kế cây này, này hoặc là kế cây kế tiếp này. Còn trong cây này hoặc cây kế tiếp này, nếu không xảy ra vấn đề thì thôi, bắt đầu chỗ này, chỉ cần nhảy cây này. Đó, người ta đánh, người ta phải hiểu rõ, người ta phải nhìn nhận rõ vấn đề đâu, phải cứ ra ngoài là tán vỡ tăng vận. Không phải là học viên của mình có mẹ có nhiều thằng ôn gáy lên gáy từ kênh này, có chia sẻ điểm vào ra, mình có làm IB đâu, mình chia sẻ. Rảnh quá mẹ, bây giờ tao lên đây tao phân tích cho mày, tao chia sẻ cho mày hết thì mẹ kiến thức của bố mày bày cho mày hết à? Có đúng chưa? Đó, để lại chia sẻ nghe. Rồi, lệnh ăn quá đẹp nha. Rồi, xin chào anh em, chúc anh em giao dịch thành công. Hôm nay mình hơi mệt.